Cô bé quàng khăn đỏ. Ngày xưa ngày xưa, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ. Vì vậy, mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ cô bảo cô mang bánh sang biếu bà ngoại. Trước khi đi, mẹ cô dặn: "Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng mà chó sói ăn thịt con đó." Trên đường đi, cô thấy đường vòng qua rừng có nhiều hoa, nhiều bướm. Không nghe lời mẹ dặn, cô tung tăng đi theo đường đó. La 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 la, la 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 la. Đi được một quãng thì gặp sóc, sóc nhắc: "Cô bé quàng khăn đỏ ơi, lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn đi đường thẳng, đừng đi đường vòng cơ mà. Sao cô lại đi đường này?" Cô bé không trả lời sóc, cô cứ đi theo đường vòng qua rừng. Vừa đi, cô vừa hái hoa bắt bướm. Vào đến cửa rừng thì cô gặp chó sói. Còn chó sói rất to đến trước mặt cô. Nó cất giọng ồm ồm hỏi: "Này, cô bé đi đâu thế?" Nghe chó sói hỏi, cô bé quàng khăn đỏ sợ lắm, nhưng cũng đành bạo dạn trả lời: "Tôi đi sang nhà bà ngoại của tôi." Nghe cô bé nói đi sang nhà bà ngoại, chó sói nghĩ bụng: "À, thì ra nó lại còn có bà ngoại nữa. Thế thì mình phải ăn thịt cả hai bà cháu." Nghĩ vậy nên chó sói lại hỏi: "Nhà bà ngoại cô ở đâu?" "Ở bên kia khu rừng, cái nhà có ống khói đấy, cứ đẩy cửa là vào được ngay." Nghe xong, chó sói bỏ cô bé quàng khăn đỏ ở đấy, rồi chạy một mạch đến nhà bà ngoại cô bé. Nó đẩy cửa vào, vồ lấy bà cụ, rồi nuốt chửng ngay vào bụng. Xong xuôi, nó lên giường nằm đắp chăn giả là bà ngoại ốm. Lúc cô bé quàng khăn đỏ đến, cô thấy chó sói đắp chăn nằm trên giường. Cô tưởng bà ngoại bị ốm thật. Cô hỏi: "Bà ơi, bà ốm đã lâu chưa?" Sói không đáp, giả vờ rên hừ hừ: "Bà ơi, mẹ cháu bảo mang bánh sang biếu bà." "Thế à, thế thì bà cảm ơn cháu và mẹ cháu. Cháu lại đây với bà." Cô bé quàng khăn đỏ chạy ngay đến cạnh giường, nhưng cô ngạc nhiên lùi lại hỏi: "Bà ơi, sao hôm nay tai bà dài thế?" "Tai bà dài, để bà nghe cháu nói được rõ hơn." "Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế?" "Mắt bà to, để bà nhìn cháu được rõ hơn." Chưa tin, cô bé quàng khăn đỏ lại hỏi: "Thế còn mồm bà, sao hôm nay mồm bà to thế?" "Mồm bà to, để bà ăn thịt cháu đây." Sói nói xong liền nhảy ra khỏi giường, nuốt chửng em bé khăn đỏ đáng thương. Sói đã no nê lại nằm xuống giường ngủ ngáy o o. May sao lúc đó bác thợ săn đi ngang thấy thế, bác giơ cung lên định bắn, nhưng bác chợt nghĩ ra là chắc sói đã ăn thịt bà lão, và tuy vậy vẫn còn có cơ hội để cứu bà. Bác nghĩ không nên bắn mà nên lấy kéo rạch bụng con sói đang ngủ ra. Và thế là khăn đỏ nhảy được ra ngoài, rồi sau đó là bà ngoại. Khăn đỏ kêu: "Trời ơi, cháu sợ quá, trong bụng sói tối đen như mực." Khăn đỏ vội đi nhặt đá to nhét đầy bụng sói. Sói tỉnh giấc muốn nhảy lên, nhưng đá nặng quá, nó ngã khuỵu xuống đất, lăn ra chết. Từ dạo ấy, cô bé quàng khăn đỏ không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn.